Tại thành phố Cần Thơ thì lễ hội Tết Đoan Ngọ cũng sẽ được diễn ra từ ngày 21 cho đến ngày 22 tháng 6 tới, tức mùng 4 và mùng 5 tháng 5 âm lịch tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và tại phường Tân Lộc với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Cùng với hoạt động của các gian hàng quảng bá du lịch trưng bày sản phẩm ô cớp, bánh dân gian và sản phẩm trái cây địa phương, thì lễ hội Tết Đoan Ngọ sẽ có nhiều hội thi hấp dẫn như trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật, cây củ quả lạ, cây cảnh bonsai, chim hót, chọi gà dân gian, gà kiển đẹp, bánh xèo ngon ngày Tết Đoan Ngọ và hội thi Lân Sư Rồng cấp quận mở rộng. Lễ hội Tết Đoan Ngọ trước đây là ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn về văn hóa du lịch được quận Thốt Nốt tổ chức hàng năm vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ nhằm tôn vinh thành quả lao động của người dân, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh cũng như tiềm năng du lịch sinh thái miệt vườn của Cù Lao Tân Lộc.